kể từ lần gặp mặt đầu tiên của hai đội tại SEA Games kể từ khi thể thao Việt Nam hội nhập trở lại tại Chiang Mai năm 1995 cho đến SEA Games lần gần đây nhất năm 2019. Các đội bóng đá nam Việt Nam đã đối đầu với bóng đá nam Thái Lan 12 lần. Chỉ có 4 trận hòa và 8 trận thua. Bàn thắng đầu tiên mà bóng đá Việt Nam có được vào lưới của bóng đá Thái Lan được ghi ở Chiang Mai bởi cú dứt điểm của tiền vệ Huy Đu Đăng. Còn những bàn thắng gần đây nhất mà bóng đá Việt Nam có được vào lưới của bóng đá trẻ Thái Lan tại Philippines năm 2019 đều thuộc về Tiến Linh. Và Tiến Linh vào lúc này vẫn đang còn đó. Trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 đã được bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu, đội chủ nhà U23 Việt Nam trong bộ quần áo màu đỏ ở phần sân phía tay trái mọi người các bạn. 15 phút đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay có lẽ sẽ là những giây phút vô cùng quan trọng với đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng ta đang có được một loạt những yếu tố thuận lợi nhưng cần phải giữ được cho mình một cái đầu lạnh. Thái Lan có thể coi là đội bóng chơi kiểm soát tốt nhất ở giải đấu năm nay. Và nhìn vào cái cách mà họ đã dâng đội hình ngay từ những phút đầu tiên này cho thấy là ông Mano Polking hoàn toàn tự tin để có thể chơi với U23 Việt Nam trên sân bóng quốc gia Mỹ Đình ngày hôm nay. Đội xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam ở trong trận đấu này gồm có thủ môn mang áo số 18 Nguyễn Văn Toản, cầu thủ số 3 Vũ Tiến Long, số 4 Nguyễn Thanh Bình, số 7 Lê Văn Đô, số 9 Nguyễn Tiến Linh, số 11 Nguyễn Văn Tùng, số 12 Phan Tuấn Tài, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 15 Huỳnh Công Đến, số 16 đội trưởng Đỗ Ông Dũng và số 20 là Bùi Hoàng Việt Anh. Như vậy là huấn luyện viên Park Hang-seo có 3 sự thay đổi cho đội hình xuất phát ở trận chung kết này bởi những lý do khác nhau. Chấn thương của Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh, và cùng với đó thì ông sử dụng Văn Tùng thay cho Nhâm Mạnh Dũng để đá gặp với Tiến Linh. Một tình huống cố định đã giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam có được bàn thắng trong trận đấu bán kết gặp Malaysia. Đường chuyền của Hoàng Đức, pha dâng cao của Phan Tuấn Tài, Văn Tùng đã tích cực tranh bóng. Phan Tuấn Tài Hoàng Đức. Đội hình xuất phát của đội tuyển U23 Thái Lan trong trận chung kết gồm có số 1 thủ môn Kavin, số 2 Nakin Visechat, số 4 Jonathan Kendi, số 6 Efan Dolor, số 7 Ekanit Pania, số 9 Patrick Gustafsson, số 10 Vodacic, số 16 Chonapan Buafan, số 17 Benjamin Davis, số 18 Viratep. Pha lên bóng của cầu thủ áo đỏ, đường chuyền vào là của Tiến Linh. Văn Đông chân chay không được. Pha xử lý táo bạo của các cầu thủ tiền đạo bên phía U23 Việt Nam. Số 18 của U23 Thái Lan là Viratep Pomphun và số 19 Jayapipat Supan Pasuk. Đó chính là những gì mà các trung vệ của đội tuyển U23 Thái Lan đã từng mắc sai lầm ngay ở trận đấu đầu tiên của họ ở bảng B khi gặp U23 Malaysia. Các trung vệ rất lóng ngóng khi gặp phải sức ép từ cầu thủ đối phương. Và diễn ra được vài phút và khí thế trên sân đang có lợi cho đội chủ nhà. Vai trò của những cầu thủ trên 23 tuổi là vô cùng quan trọng trong những trận cầu như thế này. Hai trong số 3 cầu thủ trên 23 tuổi chúng ta đã phối hợp với nhau và có được bàn thắng ở trong trận đấu bán kết trong những giây phút cực kỳ căng thẳng. Bây giờ người thực hiện quả đá phạt góc là Hoàng Đức. Không được. Tình huống dứt điểm thứ hai của U23 Việt Nam kể từ đầu trận. Chưa có một tình huống dứt điểm nào đi trúng đích cả. Các cầu thủ U23 Việt Nam đang quyết định là sẽ quay đối phương ngay từ khu vực 16m50. Trước đó thì đã có hai lần chúng ta thành công giành lại quyền kiểm soát và đều dẫn tới những cơ hội. Ở vòng bán kết thì cả hai đội đều đã trải qua một cuộc đối sức có thể nói là rất căng thẳng.
cách biệt mà U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có được trước các đối thủ Indonesia và Malaysia đều là rất nhỏ. Các đội đều đã rất tập trung cho cơ hội ở vòng bán kết. Nhưng phải nói rằng Thái Lan và Việt Nam là những đội bóng xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu năm nay. Tiến Linh. Tiếp tục là cầu thủ Việt Nam. Hoàng Đức. Nhà bóng nhanh là Phan Tuấn Tài, còn đây là Huỳnh Công Đến. Tiếp tục là Phan Tuấn Tài. Tạt bóng đi, bóng ở tầm thấp, rất đáng tiếc. Tiến Linh đã chiếm vị trí ở bên trong nhưng không phải là một đường chuyền bổng của Phan Tuấn Tài. 5 phút đầu tiên của trận đấu là quãng thời gian mà U23 Việt Nam chơi ép sân, sẵn sàng pressing, tổ chức tạo lực ngay từ đầu mỗi khi để mất bóng. Ở bán kết thì chúng ta gặp khó khăn trước một Malaysia chơi phòng ngự co cụm. Nhưng ngày hôm nay đang là một khởi đầu có vẻ như là thuận lợi hơn. Và cái nhịp chơi của U23 Việt Nam cũng đã được thể hiện tốt hơn ngay từ những phút đầu tiên. Đối đầu với đội tuyển U23 Việt Nam là U23 Thái Lan. Đội bóng luôn biết cách để thể hiện cái thế của mình trong những trận cầu quan trọng, những trận chung kết này. Họ đã từng thể hiện được bản lĩnh của mình ngay cả trên những chảo lửa được coi là nóng nhất ở đấu trường Đông Nam Á. Và những thời điểm mà những đội chủ nhà được đánh giá cao, cuối cùng đội bóng giành thắng lợi luôn luôn là Thái Lan. Và ngày hôm nay thì cách chơi của họ còn nhiều thứ cần phải hoàn thiện, nhưng cần phải làm quen một cách nhanh nhất, không có chỗ cho những sai lầm. Khá hay. Vẫn đang là cầu thủ U23 Việt Nam. Không hề có lỗi việt vị. Văn Tùng. Văn Tùng. Cánh trái là Tuấn Tài. Quả tạt. Đánh đâu. Pha bóng thuộc về Tiến Linh. Với một tình huống dứt điểm như vừa rồi thì thật khó để có thể đánh bại được thủ môn Cao Huynh. Lần này thì Tuấn Tài đã có một quả tạt chính xác tới vị trí của Tiến Linh. Phút thứ 20 của trận chung kết, tỷ số vẫn đang là không đều. U23 Việt Nam là những người dứt điểm nhiều hơn. Và vừa rồi là cú sút đầu tiên trúng đích và dứt điểm chính xác. Nhưng lực của cú đánh đầu được tạo ra bởi Tiến Linh là chưa đủ để có thể tạo ra được áp lực lớn hơn cho Calvin. Có thể nhận thấy là hướng tiếp cận từ biên vẫn sẽ là ý tưởng chủ đạo mà huấn luyện viên Park Hang-seo muốn các học trò của mình sử dụng cho trận chiến này. Dù đây là trận đấu mà sau 20 phút chúng ta cảm nhận được rất rõ rằng đối thủ là có chất lượng, có tiêu chuẩn và họ hoàn toàn có thể tranh giành một cách quyết liệt, thậm chí là có sự nhìn hơn so với chúng ta ở khu vực giữa sân. Và U23 Việt Nam sẽ phải chơi hơi nghiêng về thế trận phòng ngự phản công. Nhưng tốc độ ào lên của các cầu thủ ở biên, như trường hợp của Phan Tuấn Tài ở đợt tấn công gần nhất, là một điểm rất đáng chú ý. Này thì khu vực nóng nhất chắc chắn sẽ là những tình huống tranh chấp ở trung tuyến. Phần nào đó thì các tiền vệ U23 Thái Lan đang cầm nhịp tốt hơn. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ là cũng đã có được những sự tính toán kỹ cho trận đấu ngày hôm nay. Họ sẵn sàng bung vào những thời điểm cần thiết, không cần phải quá vội vàng. Sau khoảng 5 phút để cho hàng tiền vệ của tuyển Thái Lan có được sự chủ động, thì bây giờ để đưa bóng lên phía trên đối với đội áo vàng cũng là tương đối khó khăn.
ai đang sở hữu tấm vé tới sân Mỹ Đình ngày hôm nay là vô cùng quý giá. Phan Tuấn Tài, vừa rồi là pha phối hợp không tốt giữa trung vệ của U23 Thái Lan và thủ môn Cao Win, một chút lưỡng lự thôi và nó giúp cho Tuấn Tài có được cơ hội thả bóng ở bên phía hành lang cánh trái. Các trung vệ của U23 Việt Nam đều đã có mặt trong khu vực 16m50. Hùng Dũng đá phạt và Tiến Linh ghi bàn ở trận bán kết. Quả chạm bóng Hùng Dũng đánh đâu, Gavin đá không thật sự chắc chắn. Huỳnh Công Đến, pha bóng vào của Huỳnh Công Đến ở tầm quá thấp và lực cũng không đủ mạnh. Gavin là thủ môn năm nay 32 tuổi, đã từng chơi bóng ở châu Âu, nhưng vào thời điểm này thì anh đang là thành viên của câu lạc bộ Cảng Thái Lan. Hai cầu thủ trên 23 tuổi còn lại của U23 Thái Lan tại SEA Games lần này là Vorachit, người mang áo số 10, đang chơi cho câu lạc bộ Pathum United, và Virathep Pophul, người năm nay 26 tuổi, đang chơi cho Mường Thông United. Phút thứ 30 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Văn Tùng, Tiến Linh, thêm một quả phạt góc nữa cho U23 Việt Nam. Vừa rồi là một pha bóng mà sau khi giành lại quyền kiểm soát thì số lượng cầu thủ tấn công của U23 Việt Nam được đảm bảo. Tỷ lệ kiểm soát bóng của U23 Việt Nam nhỉnh hơn khi chúng ta đã có được một thế trận tốt hơn trong những phút cuối của hiệp 1. Đường chuyền của Ben Davis, Hoàng Đức, Tuấn Tài, Văn Tùng kết nối với Huỳnh Công Đến. Đây là Lê Văn Đô. Đường chuyền của Tiến Linh xuống biên, khoảng trống dành cho Lê Văn Đô, chuyền ngang. Trung phong của chúng ta Văn Tùng đã không đảm bảo được tốc độ. Bóng vẫn trong cuộc, Huỳnh Công Đến, Phan Tuấn Tài. Có lẽ vừa rồi là pha phối hợp đáng chú ý nhất, tốt nhất của U23 Việt Nam khi thực hiện những tiếng trồng biên. Ở tình huống tấn công vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được giá trị của Tiến Linh trong vai trò của một tiền đạo lùi là như thế nào. U23 Việt Nam đang chơi pressing, khả năng cầm nhịp và xử lý bóng, đặc biệt là trong những pha xử lý kỹ thuật ở phạm vi hẹp của cầu thủ Thái Lan là tương đối tốt. Rất nguy hiểm, bóng đi lên trời, một khoảnh khắc thót tim đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cú dứt điểm vừa rồi là của Vorachit và rõ ràng là ông Mano Polkin có lý do để mà tiếc nuối khi nhìn trái bóng không thể đi được vào khung thành của Văn Toàn. Huỳnh Công Đến cần phải chủ động hơn khi mà các trung vệ của U23 Việt Nam bị hút về tiếng tranh chấp này. Đây là lần thứ hai trong trận đấu này các hồi biên của U23 Việt Nam để bóng qua đầu. Bây giờ là lúc chờ xem các tính toán của huấn luyện viên dành cho hiệp 2 của trận chung kết này sẽ được thể hiện như thế nào. Và cướp bóng và chuyền bóng của Chaya Pipat. Ngày hôm
nay thì trời đã đổ mưa ở Hà Nội trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng khi trận đấu này được diễn ra thì mọi thứ đã trở nên thuận lợi hơn. Thêm một đường chuyền sai nữa đến từ cầu thủ áo đỏ. Và sẽ là một tiếng sút xa rất nguy hiểm. Người dứt điểm lại là Vlahovic. Chỉ trong vòng 5 phút, Vlahovic đã có hai cơ hội về khung thành của Môn Văn Toàn. Tiếc là các chân sút thì vẫn chưa có được độ nhạy cảm cần thiết để có thể dứt điểm thành công. Đây là Uirathep. Ben David. Rất nguy hiểm. Khung thành của Văn Toản trong hiệp 2 liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Đây đã là cơ hội rõ nét thứ 3 của đội tuyển U23 Thái Lan. Cú khứa bóng bằng chân phải vừa rồi là của hậu vệ cánh Nakin. Còn ở cánh đối diện, người băng vào với tốc độ rất cao nhưng không nhận được đường truyền là Ekanit. Hoàn toàn không có lỗi việt vị nào cả. Một pha băng vào hợp lý. Các trung vệ của U23 Việt Nam đã bị loại bỏ hoàn toàn. Lê Văn Đô, Hùng Dũng. Pha thoát đi của Nhất Mạnh Dũng. Phía trong là Tiến Linh. Bảy bóng ngoài chân trái. Tốc độ xử lý trong tiếng vừa rồi là hợp lý. Nhưng ở phía trong, vấn đề là hậu vệ của đội Thái Lan vẫn kiểm soát được tình hình. Và đó là pha cắt bóng của Jonathan. Đáng khen cho ý tưởng vừa rồi của Nhâm Mạnh Dũng. Bị đối phương đẩy sát về khu 16-50, thậm chí là đứng sâu trong vòng cấm của chính chúng ta. Benjamin David, cú dứt điểm. Cú đá là của Kodavic. Không hề rườm rà, đá rất đơn giản nhưng lại hiệu quả. Đó là cách mà cầu thủ U23 Thái Lan đang chơi. Nhâm Mạnh Dũng không thể thoát đi. Hùng Dũng. Hoàng Đức. Hùng Dũng. Tiến Linh. Một đối một, Tiến Linh. Sẽ chỉ có một quả đá phạt góc. Nhưng đó là một pha lên bóng với những ý tưởng đáng chú ý của U23 Việt Nam. Nếu như Tiến Linh có thêm một chút động tác giả để Jonathan gặp khó khăn hơn trong việc đoán định hướng đi thì mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn ở khoảnh khắc cuối cùng. Ở thời điểm mà Tiến Linh cất chân thì Jonathan vẫn còn làm chủ được vị trí phòng ngự của mình. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Đây là quả đá phạt góc thứ 5 của U23 Việt Nam ở trong trận đấu này. Ở chỉ số thống kê này thì chúng ta đang nhỉnh hơn đối phương một chút. Hoàng Đức. Vô lê. Cú tung chân của Hùng Dũng. Cơi. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Thật sự đáng tiếc với pha xử lý vừa rồi của Nhâm Mạnh Dũng. Giá như trái bóng không chạm tay thì cơ hội đã rộng mở, quá rộng mở rồi. Nhịp chơi của U23 Việt Nam trong những phút vừa rồi là đủ tốt. Cú khứa lòng của Phan Tuấn Tài là đúng nhịp. Thanh Bình có mặt ở điểm nóng phía trên. Nhưng quan trọng hơn cả là chúng ta có một khoảng trống dù nhỏ thôi nhưng có lẽ là đủ để cho một tiền đạo có thể giải quyết được vấn đề. Thật đáng tiếc là Nhâm Mạnh Dũng lại không có được đầy đủ sự nhạy cảm. Phút thứ 80 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Mỗi một hiệp đấu trong các trận đấu gặp U23 Myanmar cho tới khi gặp
Malaysia và bây giờ là Thái Lan. Thì ở mỗi hiệp đấu, U23 Việt Nam thường có khoảng 10 đến 15 phút kiểm soát được mọi thứ. Việt Anh. Văn Đô. Vẫn là Lê Văn Đô. Đế Linh. Không được. Vẫn đang là Tiến Linh. Thêm một cú chạm bóng vào. Hàng phòng ngự của U23 Thái Lan đang phải làm việc tương đối vất vả. Và một lần nữa chúng ta lại thấy Jonathan nổi bật trong tình huống đánh chặn cuối cùng. Sức ép ở mỗi cuối hiệp của U23 Việt Nam thường là tương đối tốt. Và đó là cách lựa chọn mà tôi cho rằng hợp lý cho một trận chung kết như thế này. Chúng ta không hơn hẳn đối phương. Chúng ta cần phải giữ sức, giữ thế trận để bung ra ở những thời điểm cần thiết. Tốc độ chơi, cường độ chơi là tương đối hợp lý rồi. Bây giờ là sự nhạy cảm, sự sắc sảo ở những khoảnh khắc quyết định mà thôi. Vào sân là Terasak. Và cắt bóng của Thanh Bình. Không an toàn một chút nào. Văn Toản cần phải cẩn trọng hơn. Cho tới thời điểm này thì cả ông Paul King và ông Vang So đều đã thay hai cầu thủ. Hùng Dũng. Thật khó để có thể duy trì một cường độ cao và ào ạt trong xuyên suốt thời gian của trận đấu. Cần phải biết điều phối về mặt thể lực sau một trận đấu cực kỳ khó khăn ở vòng bán kết. Và phải biết cách bung ra đúng lúc. Việt Anh. Tiến Linh. Phan Tuấn Tài. Tiếp tục sau bóng đánh đó. Đánh đúng. Văn Công. Quả bắt đẹp của Phan Tuấn Tài. Và cú đánh đầu của Nhật Bình Dung đã đánh bại được Kevin. Bây giờ mới là lúc bùng nổ. Cuối cùng thì cũng đã có bàn thắng rồi. Và đánh đầu vào góc rất khó và đánh bại thủ môn Kevin. U23 Việt Nam đã vươn lên ở 10 phút thi đấu chính thức cuối cùng. Niềm vui của tất cả vào thời điểm này. Nhịp độ được đẩy lên ở những phút cuối của hiệp 2. Hết sức hợp lý và Nhâm Mạnh Dũng. Đó là niềm hạnh phúc của Nhâm Mạnh Dũng sau khi ghi bàn giúp cho U23 Việt Nam vươn lên. Alexander Polkin và các cộng sự đã có một cách tính toán để đem đến những khó khăn cho U23 Việt Nam trong trận chung kết. Những cái cách mà huấn luyện Park Hang-seo và các học trò của mình trải qua ở những phút vừa qua cũng có thể nói rằng là một cách tính toán cực kỳ chính xác. Chúng ta không đua sức, chúng ta không đua việc giành giật thế trận trong tất cả các thời điểm. Nhưng chúng ta chắc chắn ở khâu phòng ngự cố gắng đảm bảo giữ sức và bung ra một cách hợp lý ở các thời điểm quan trọng. Và đó thường là 10 phút cuối mỗi hiệp đấu. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng cực đẹp của Nhâm Mạnh Dũng. Đây chắc chắn là một khoảnh khắc rất đáng nhớ trong đời của những cầu thủ trẻ như Phan Tuấn Tài và Nhâm Mạnh Dũng. Hôm nay khi mà Phan Tuấn Tài được lựa chọn để thay cho Lê Văn Xuân, anh đã chơi cực kỳ xông xáo. Và cuối cùng thì trong một khoảnh khắc có thể nói là có được đầy đủ những cảm giác chơi bóng của một cầu thủ trái cánh, Phan Tuấn Tài đã đem đến một quả tạt tuyệt vời cho Nhâm Mạnh Dũng. Và đường cong đó của Phan Tuấn Tài đã được kết thúc bởi một cú đánh đầu của một người đồng đội cùng lứa ở Viettel. Quá đẹp. Ở những phút còn lại của hiệp đấu thứ hai này thì đó sẽ là bàn thắng quyết định để chúng ta bảo vệ được chiếc huy chương vàng. Không có vấn đề gì cả. Phút thứ 86, U23 Việt Nam đang dẫn trước với tỷ số 1-0 và sự phấn khích của người hâm mộ.
Mới chỉ là phút thứ 86 thôi, nhưng những ai đang có mặt ở sân động quốc gia Mỹ Đình, những ai đang theo dõi trận đấu này qua màn hình truyền hình đều đang đếm từng giây một. Có lẽ là như vậy. Ngày hôm qua bóng đá nữ mang lại niềm vui, mang lại sự bùng nổ và niềm tự hào cho người hâm mộ. Và ngày hôm nay tới lượt các cầu thủ bóng đá nam đang có được điều đó vào thời điểm này. Hãy tập trung và hãy thực sự tập trung cho những phút còn lại để bảo vệ thành quả. 3 năm trước bóng đá Việt Nam đã lên ngôi ở SEA Games bằng một lứa cầu thủ rất tài năng. Bây giờ là lúc mà chúng ta đang chơi trên sân nhà với tư cách là nhà đương kim vô địch. Và thế hệ cầu thủ tại SEA Games 31 thường bị các cổ động viên đem ra so sánh với những gì mà lứa cầu thủ trước đó đã từng làm được. Ông tập trung nhiệm vụ của mình ở đội tuyển quốc gia. Và đây đang là những hình ảnh đầy cảm xúc với sự phấn khích của các cổ động viên trên sân động quốc gia Mỹ Đình khi mà thắng lợi đang đến rất gần. Đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận chung kết môn bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi và chúng ta đang dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng. Phút đá bù giờ thứ 6. Yếu tố chiến thuật được đề cao. Ngày hôm qua U23 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt qua đội tuyển nữ Thái Lan. Họ cũng tâm phục khẩu phục với thất bại đó. Và ngày hôm nay tất cả các vị lãnh đạo đảng nhà nước, khán giả trên sân Mỹ Đình và những ai đang theo dõi trận này đều đang đứng hết cả dậy. Họ đang chờ đợi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Al-Mazrafi. U23 Việt Nam đã chiến thắng trong chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games. Bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo có một món quà chia tay tuyệt vời dành cho bóng đá trẻ Việt Nam. Xin chia sẻ những nỗi niềm của huấn luyện viên Park Hang-seo trong những ngày vừa rồi. Quá căng thẳng cho nhưng chúng ta xứng đáng. U23 Việt Nam bằng một chiến thuật hợp lý đã đánh bại được đối thủ mạnh nhất trong khu vực trong trận chung kết của môn bóng nam ở SEA Games 31. Một ngày thi đấu mà U23 Việt Nam đã không hoàn toàn làm chủ tình thế. Chúng ta có thể chơi phòng ngự trong một quãng thời gian tương đối dài, nhưng chúng ta chính xác trong những tình huống chống đỡ và có cách giải quyết trận đấu bằng một khoảnh khắc có thể nói là tuyệt vời. Một chiến dịch mà trong suốt quá trình đó chúng ta không hề để đòn lưới bàn nào. Có thể là có những trận đấu mà chúng ta chơi không quá hay, nhưng kết quả là điều nói lên tất cả. Lê Văn Xuân, người đã gặp chấn thương ở trận đấu bán kết gặp U23 Malaysia, bây giờ đã có thể chia vui cùng với các đồng đội. Chúng ta bảo vệ được chiếc huy chương vàng bằng các trận chung kết chính người Thái ở môn bóng đá nam và môn bóng đá nữ. Và bây giờ sau 19 năm thì đội tuyển bóng đá nam sẽ được đứng trên sân động quốc gia Mỹ Đình và được nghe quốc khi chúng ta tiến tới phần trao huy chương. Đó sẽ là một cảm giác hoàn toàn khác. Đây là niềm vui chung, niềm vui của tất cả các cầu thủ của chúng ta. Tất cả họ đều phải đón nhận những áp lực về mặt tâm lý với một giải đấu trên sân nhà, với những sự so sánh. Nhưng ít nhất về mặt kết quả vào lúc này thì họ đã làm được điều mà tất cả mọi người mong muốn, đó là chiếc huy chương vàng. Những sự bổ sung hợp lý ở các vị trí trên 23 tuổi của Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức, cùng với đó là các cầu thủ trẻ, có lẽ là ở trong trận đấu chung kết này thì họ đã tuân thủ chiến thuật có thể nói là vô cùng nghiêm túc và kiên trì để có được thành công. Đây là những khoảnh khắc khi mà các cầu thủ sẽ tới chia vui với người hâm mộ trên khán đài. Cầu thủ thứ 12 của U23 Việt Nam luôn luôn là như vậy, luôn sát cánh và động viên cổ vũ họ trong bất kỳ một hoàn cảnh nào.
một vòng sân để cảm ơn các cổ động viên. Những cổ động viên của U23 Việt Nam xứng đáng được nhận những lời cảm ơn từ các cầu thủ của mình. Đây là những hình ảnh mà lúc nào chúng ta cũng mong muốn được chứng kiến khi các đội tuyển ở các cấp độ khác nhau của bóng đá. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin được kính mời toàn thể quý vị đại biểu, các quý khán giả đứng lên làm lễ chào cờ của quốc gia chiến thắng. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem Vietnam. Quốc ca Việt Nam. Ladies and gentlemen, we would like to invite all the participating teams onto the stage for the photo sessions with the distinguished guests. Xin cảm ơn những tình cảm của người hâm mộ đã dành cho các đội bóng. Xin cảm ơn các hãng thông tấn, báo chí đã đồng hành cùng môn bóng đá nam SEA Games trong suốt thời gian vừa qua.